Xin chào tất cả mọi người. À, hôm nay thì em sẽ gửi đến tất cả mọi người một cái video tổng hợp top 5 cái mẫu TV mà đang được nhiều người quan tâm nhất cũng như là có cái sản lượng tương đối là tốt nhất trong 4 tháng đầu năm 2021. À, dựa vào ba cái tiêu chí chính. Một đó là cái lượng đặt hàng của các đại lý mà họ đang đặt hàng ở phía bên em. Cái thứ hai nữa là à, dựa vào cái sản lượng bán lẻ bán ra và cũng như là những sự quan tâm rồi đặt câu hỏi gọi điện uh, nhắn tin hoặc là comment ở trên tất cả các trang bán hàng của phía bên em uh, thì bên em tổng hợp lại xem là cái model đen nào là model đen được nhiều người quan tâm nhất và cái thứ ba nữa là dựa theo một số những đánh giá từ các trang đánh giá uy tín của thế giới ví dụ như là techradar uh, thì trong cả ba cái uh, uh, nguồn cơ sở này ấy, thì uh, 5 top 5 mẫu tivi bán tốt nhất thì em sẽ gửi đến cho mọi người theo cái thứ tự như thế này. À, tốt đầu tiên mà được nhiều người quan tâm và hỏi thì đó là cái model OLED TV của LG à, và đặc biệt là cái model 2020. Tại vì hiện tại thì 2021 thì của LG thì bên em cũng chưa có hàng. Nên là 2020 thì hiện tại giá nó cũng tốt. Và cái thứ hai nữa là về cái chất lượng cũng như là một số những tính năng nổi bật của OLED thì đã được thế giới họ công nhận. À, cũng rất là cao trong cái năm 2020 vừa rồi thì cái model được mua và được quan tâm nhiều nhất thì chủ yếu là 55 và 65 xích BTA à, đối với OLED thì có lẽ rằng là em sẽ không cần phải nhắc lại quá nhiều vì à, bản thân thì từ những người trải nghiệm thực tế cho đến tất cả các nước trên thế giới à, tất cả những người mà đã sử dụng OLED TV hoặc là tất cả những cái trang đánh giá về TV mà uy tín trên thế giới thì họ đều xếp OLED của LG là nằm trên top đầu và đây là chiếc TV mà được nhiều người quan tâm nhất à, tuy nhiên thì đối với thị trường Việt Nam thì uh, cái giá nó vẫn còn hơi cao à, và cái nửa đầu năm 2010 ấy, thì uh, lúc đó thì hàng thì nhiều nhưng giá thì hơi cao đâm ra là cái sản lượng là mức bình thường Thế còn đến giai đoạn hiện nay thì uh, giá nó giảm đi rồi nhưng mà hàng thì có sẵn thì nó cũng không nhiều lắm. Đối với cái dòng OLED uh, của LG thì uh, Đặc biệt là 6PTA thì cái cái phân khúc màn hình của nó thì từ 48 cho đến thậm chí là 77 inch. À, tuy nhiên thì bán nhiều nhất như em vừa nói thì chủ yếu là 55 và 65 thôi. Chứ còn 48 thì ít người dùng thì vì đã bỏ ra cái tầm tiền như vậy rồi thì họ muốn cái màn hình nó phải lớn một chút. Thế còn tầm 77 thì nó hơi lớn. À, dòng này thì em đã review rất nhiều và cũng so sánh với QLED rồi so sánh với cả những dòng OLED của bên Sony rồi, ví dụ như A8H. Về chất lượng hình ảnh thì chắc là cũng không có gì để phải chê trách nữa. Ngoài một số những cái điểm yếu nhất định, ví dụ như là có khả năng bị lưu ảnh này, hoặc là có một số những cái mà nó liên quan đến cái phần uh, HDR10+ là 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 chiếc model này nó không hỗ trợ. À, tuy nhiên thì điều đó nó không ảnh hưởng nhiều. Ví dụ như cái phần lưu ảnh thì thật ra là phải dùng rất là lâu một cái hình ảnh nó cố định thì mới xảy ra hiện tượng chứ còn nếu chỉ dùng xem hình ảnh thông thường thì nói chung là hiện tượng này nó không phải là nó dễ xảy ra. Thế còn không có HDR10+ thì nó vẫn có những cái chế độ tăng sáng, tăng tương phản khác. À, rất nhiều những công nghệ mà được xử lý ở trên cái con chip của LG này rồi. Nên là đây cũng không phải là vấn đề lớn. À, về thiết kế thì quá đẹp rồi đúng không ạ? À, để mà đánh giá là OLED là một trong những cái mẫu mà TV gần như là mỏng nhất thì là là đương nhiên rồi. Ờ uh, chiếc TV này thì hiện tại uh, giá mà em cung cấp cho mọi người thì uh, như hôm trước thì em đã cũng đã báo giá về cái model uh, 55. Hình như là hiện tại bây giờ kho em thì cũng chủ yếu là còn uh, 55 mà thôi. Thế còn cái model 65 thì có lẽ rằng là hình như là cháy hàng rồi. Vì có rất nhiều đại lý họ đặt cái model này nhưng mà không không phục vụ được. Uh, đối với cái model uh, OLED này thì uh, có thể là em sẽ cung cấp lại một lần nữa cái giá cho mọi người tham khảo Vì uh, biết đâu đó thì mình lại uh, lại quên mất model đen này thì hôm trước em báo rồi nó sẽ rơi vào khoảng gần 29 triệu uh, Trong cái video ngày hôm nay thì có thể là Em cũng có một cái muốn, một cái biến động nho nhỏ Đối với mô đen uh, 55 inch Thì giá nó sẽ rơi vào khoảng uh, 28 triệu 500 nhé mọi người 28 triệu 500 uh, Còn mô đen 65 inch thì giá nó sẽ rơi vào khoảng uh, 44 triệu 500 cho model 65 CX PTA à, hàng thì không biết là còn không em nhớ là ở kho vẫn còn mấy model nhưng không biết đại lý nào họ đặt chưa thì có lẽ là phải kiểm tra ở bên bộ phận kế toán à, 75 thì hết hết sạch này còn 55 GX thì mọi người nếu cần thì cũng cung cấp luôn 55 GX thì model này sẽ rơi vào 33 triệu 300 Thì đó khoảng đó à, 65 GX thì sẽ rơi vào 48 triệu 500 à, Giá này thì cũng chưa phải là cạnh tranh lắm Nhưng mà có thể là cũng để mọi người tham khảo Vì cái model 65GX này thì không có nhiều đại lý có nữa đâu Trước đây cũng ít nhập Bây giờ thì à, nếu mà nhập thì chắc không có nhiều à, Một dòng nữa mà năm vừa rồi rất nhiều người đặt hàng Đó chính là cái dòng Q8T Mặc dù là đã có Q80A rồi nhưng mà Q80T nó vẫn hot vì giá nó đã giảm nhiệt đi rất là nhiều. Và một số những công nghệ rất nổi bật ở trên những model này thì em vẫn nhấn mạnh đặc biệt là các game thủ uh, hoặc là những người mà họ liên quan đến xử lý hình ảnh nhanh. Tại vì uh, chiếc Q80T này thì được đánh giá là một trong những mẫu mà nó có cái khả năng xử lý cái hình ảnh đầu vào. Nó có độ trễ rất là thấp. Uh, nói chung là nó xử lý hình ảnh rất là nhanh. Nên là đối với những người mà họ chơi game ấy thì họ hiểu rõ vấn đề này. À, tốc độ xử lý của con chip này nó rất là ổn. Và thông thường thì đối với model này thì à, cái giá hiện tại bây giờ nó dễ chịu hơn rất là nhiều khi nó mới ra mắt. Và đặc biệt là đối với dòng QLED của Samsung thì mọi người cứ để ý rằng là nó chỉ ra mắt khoảng một thời gian thôi, sau đó là nó sẽ có một cái nhịp giảm xuống mà giảm cũng khá là nhiều luôn, chứ không phải là nó giảm một vài triệu đâu. Có những model nó giảm đến 5 6 triệu, thậm chí chục triệu là bình thường. À, cái điểm cộng của cái model Q80T này thì nó dùng cái đèn nền toàn phần rồi tất nhiên à, và cái hình ảnh chấm lượng tử 4K thì cái bộ xử lý này thì em cũng đã review ở trong một số những cái video liên quan đến model QLED của Samsung à, độ sáng của model này rất là ổn à, em nghĩ rằng nó sẽ còn ổn hơn cả một số những model thấp ví dụ như là À, nếu mà để mà so với một dòng những dòng 4K của Samsung thì model này nó sáng hơn rất là nhiều. À, một số những cái điểm trừ thì Q80T này cũng có. Ví dụ như trông model này rất hiện đại nhưng mà nó lại không có Dolby Vision nha mọi người, không có cái công nghệ này. Và mẫu thiết kế của Q80T thì em cảm thấy hình như nó còn không đẹp bằng mẫu Q70T. Đây là cảm nhận cá nhân nhá. Và ở trên Techada thì họ cũng ghi như vậy. Thì em nghĩ là chắc là nó cũng hợp hợp với lại cách đánh giá của mình thôi. À, tuy nhiên thì với cái bộ xử lý quan tiền 4K của Samsung ấy, thì cái giải địa màu HDR của nó rất là tốt. Và đặc biệt là cái góc nhìn thì nó cũng nâng cấp lên cao hơn. À, nên là đối với model này thì có thể mọi người cũng có thể để lựa chọn được. À, giá hiện tại thì... À, tồn kho của em hiện tại thì model này nó cũng chỉ còn là một số những phân khúc nhỏ thôi chứ Còn lớn thì các đại lý họ đặt rất là nhiều rồi nhưng mà không có hàng về à, Model này chắc là em chỉ báo giá để mọi người tham khảo thôi chứ còn uh, chỗ em không còn nữa rồi Mọi người thử xem mà các đại lý xung quanh nếu như còn thì có thể mua được à, Tại vì là bên em thì đã về hàng 2021 rồi à, Model 55Q80T thì giá khoảng 21 triệu mọi người nhé à, Đấy là 55 à, 65 thì không còn một model nào nữa rồi không còn một model và cũng không còn các model nhỏ hơn à, Q80T thì có đúng 55 inch 21 triệu đấy là về dòng thứ hai tốt thứ hai tốt thứ ba thì nó chính là cái model A8H của Sony thôi model này em chẳng nói nhiều nữa tại vì nó giống với lại cái OLED của bên LG thôi thì giá thì em sẽ cung cấp lại luôn cho mọi người à, Sony thì không có biến động gì về dòng OLED này cả giá nó vẫn cứ như vậy và nó vẫn rất là cao à, uh, Sony này để em xem tồn còn bao nhiêu model so với thời điểm mà lúc nó mới ra mắt thì nó cũng giảm được chục triệu rồi đấy em thì em vẫn thích dòng này nói thật là vẫn thích cái dòng 55 A8H này à, uh, xem nào 55 A8H model này thì uh, giá vẫn là 34 triệu mọi người nhé vẫn là 34 triệu Ngoài ra thì nó còn một số những dòng cao cấp hơn đấy Ví dụ như là những dòng 48A9 À đây em còn một model 55A9G Đời 2019 này Bán thành lý luôn Giá 38 triệu Nếu mà ai lấy thì có thể tham khảo model này Nghe giá thì nó rất là cao Nhưng mà 55A9G này nó rất là đắt nha mọi người nhé Tiếp là đến dòng nữa này Một dòng nữa mà khách họ đặt rất là nhiều mà vừa rồi Vừa rồi bọn em cũng về được một ít hàng Đó là Đây Em xem luôn cái danh sách Khách hàng đặt mà chưa có hàng mà vừa rồi về đây Đó là cái dòng Sony X9000H Đấy là dòng em cũng vừa về thêm Bổ sung thêm đấy Mà vừa rồi em cũng chạy chương trình khuyến mại mà Một số những model chạy rất sốc Nhưng mà chỉ được có mấy ngày thì nó lại hết mất rồi Sau đó thì mấy model của 9000H này nó lại tăng giá à, Model này thì em giới thiệu Trong nhiều các video rồi Uh, một số những cái điểm mạnh của nó thì uh, chủ yếu là liên quan đến cái xử lý hình ảnh đầu vào và cái âm thanh của nó thì cực kỳ hay luôn uh, cái xử lý hình ảnh đầu vào này thì em nói rất nhiều rồi uh, Sony họ có một cái điểm này là gần như là thế mạnh nhất tất cả những hình ảnh đầu vào mà nó dạng thấp mà khi qua hệ thống xử lý con chip uh, của Sony này nó xử lý cực kỳ tốt uh, 4K HDR động uh, đó là chính là cái độ tương phản động mà em nói cái cụm từ này mọi người nghe rất là quen đó là con chắc Enhancer rồi Uh, riêng cái điểm này thì TechRadar họ đánh giá cái model này cực kỳ khủng khiếp luôn, tức là model này làm quá tốt luôn. Họ cho điểm gần như tuyệt đối đối với cái con chắc này. Uh, Thế còn nó vẫn có những điểm yếu ví dụ như là rất là cao nhưng mà lại không có HDR10+, đúng không ạ? Uh, cái giao diện Android Buds này nó có nhiều hạn chế. Và con này thì nó dùng cái tấm nền là tấm nền VA nhá, À màn hình là cái cái nền VA không phải là cái nền IPS tâm ra là cái góc nhìn thì nó cũng có một số những hạn chế nhất định Mọi người nhé Thì đây là dòng X9000H Em cũng nói giá model này rồi Nếu mà ai có thể cần thiết thì có thể xem lại video Mà em đã review rồi à, Tiếp đến nữa là một cái dòng bán cũng rất là nhiều Đó là tu 8001 Vì model này nó cũng rất là vừa tiền model này của Samsung à, Thì Vừa rồi nó cũng về được khá khá Các đại lý thì gần như họ thích cái model này Vì uh, thứ nhất là trong thời gian họ mua sắm Họ bán cho một khách hàng ấy Thì uh, cái chất lượng thì nó cũng tương đối ổn Thứ hai là cái giá thành phân khúc Nó nằm ở trong cái mức uh, vừa phải với túi tiền Đâm ra là nhiều người họ lựa chọn Cái tu một thì uh, thật ra là 50 inch của nó Thì nó chỉ rơi vào hơn 10 triệu thôi Nó rơi vào khoảng 10 triệu 6, 10 triệu 7 gì đấy và 55 inch của nó thì mới rơi vào có 12 triệu 200 Khoảng khoảng đấy Đâm ra là nó rất vừa với túi tiền đúng không ạ Thế còn TU8500 thì nó sẽ cao hơn một chút Nhưng mà nếu ai thích model này thì cũng được Tại vì em đánh giá model này thì cả cái bốn viền nó rất là mỏng Cái chân ở giữa thì nhìn có vẻ nó đối xứng hơn Thế còn cái giá của nó thì sẽ nhỉnh hơn một chút so với lại cái model TU8001 à, Hiện tại thì ở kho em thì vẫn còn đủ 50 và đủ cả 55 à, Để cho mọi người tham khảo thì em cung cấp giá luôn Ví dụ như là 50 tiêu 8.500 thì nó sẽ rơi vào khoảng 11 triệu 400 Còn 55 inch thì nó sẽ rơi vào khoảng 13 triệu 1 đến 200 thì đấy lẻ một tí Thì đấy là top 4 Thế còn một cái tốt cuối cùng mà nhiều người hỏi nhất Cũng như là rất quan tâm đó là dòng Q70T của Samsung. Một trong những model mà em đánh giá là gần như hình thức đẹp nhất đấy. Nhưng mỗi tội là Q70T thì em còn đúng mỗi 55 inch thôi. 65 hoặc cái model lớn hơn thì không còn một chút nào nữa cả. Nên là tại sao mà em đưa nó vào cuối video. Chứ còn model này thì giá cũng đẹp, hình thức đẹp. À, các công nghệ hình ảnh tương đối ổn. 55 inch thì em vẫn giới thiệu mọi người đấy Nó rơi vào 15 triệu chín Có những đợt sale khuyến mại thì em muốn xuống được 15 triệu, triệu rưỡi Và có một số những lô mà lấy được hàng nội bộ của bên công ty Samsung Mà bán cho nhân viên Có những lần em cũng bán khoảng 15 triệu hai thì còn hàng trưng bày rồi thì nó sẽ rẻ hơn tuy nhiên thì bọn em bây giờ thì không làm không còn hàng trưng bày nữa chỉ còn hàng nguyên đai nguyên kiện thôi hàng mới cứng chưa bóc thì đây là tốt mà em đưa đến cho mọi người tham khảo hy vọng rằng mọi người sẽ vẫn ủng hộ kênh của em và hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới ạ